Trước năm 1888, việc khai thác than đã từng được thực hiện, nhưng chỉ mang tính chất nhỏ lẻ và tự phát. Từ năm 1888, ngành than ở Việt Nam chính thức được đặt nền móng cùng với sự ra đời của công ty than Bắc Kỳ của Pháp. Năm 1883, quân Pháp đánh chiếm Quảng Yên, chiếm lấy mỏ than Hòn Gai và phong tỏa vùng Vịnh Hạ Long. Chính phủ Pháp đã phủ nhận các quyền hành của triều đình Huế trong việc nhượng bán mỏ. Năm 1888, quyền quản lý mỏ ở Bắc Kỳ và Trung Kỳ được chuyển sang chính quyền Pháp sau khi Công ước về mỏ ngày 18 tháng 2 năm 1885 được công bố và sắc lệnh về mỏ ở Đông Dương được ban hành. Cùng thời điểm này, năm 1888, công ty than Bắc Kỳ được thành lập, có trụ sở đặt tại Pagi. Số vốn ban đầu khi mới thành lập là 4 triệu francs, gồm 8.000 cổ phần. Đến năm 1943, tăng lên 200.128.000 francs. Các khu vực khai thác của công ty gồm mỏ Hòn Gai có diện tích khoảng 22.000 hecta, được nhượng cho công ty than Hòn Gai ngày 28 tháng 4 năm 1888 và bắt đầu khai thác từ tháng 8 cùng năm. Tuy nhiên, đến năm 1893, việc khai thác mới tập trung và sản lượng lên đến 112.000 tấn. Đây là mỏ quan trọng nhất, gồm các khu khai thác chính ở Hà Lầm, Hà Tu, Cẩm Phả và Mông Dương. Ngoài ra còn có một số khu vực khai thác nhỏ dọc bờ biển khu vịnh Cửa Lục. Mỏ Kế Bào có diện tích khoảng 18.000 hecta, mua lại năm 1933 của công ty tài sản Ké Bào. Mỏ Mạo Khê được hợp nhất với công ty than đá Bắc Kỳ năm 1934. Phần lớn sản lượng than của công ty được khai thác từ các mỏ Lộ Thiên. Xí nghiệp đánh bóng than là xí nghiệp quan trọng đặt tại Hòn Gai để đáp ứng nhu cầu của các công ty vận tải đường thủy và đường sắt. Công ty có 9 lò đặt tại Hòn Gai để đảm bảo sản lượng 30 tấn mỗi ngày. Mỏ than Hòn Gai có 2 cảng riêng biệt, cảng Hòn Gai và cảng Cẩm Phả. Cảng Hòn Gai cho phép tàu 6.000 tấn vào cảng. Cảng Cẩm Phả là một cảng nước sâu cho phép tàu từ 8 đến 10.000 tấn vào cảng và hai tàu có thể ra vào cảng cùng một lúc. Do những khó khăn về cung ứng ở chính quốc, công ty đã phát triển xưởng sửa chữa gồm các xưởng rèn, xưởng lắp ráp, xưởng đóng khung, xưởng xanh chảo, xưởng đúc để sản xuất các miếng gang nặng 2.000 kg. Một đoạn đường sắt 10 km từ Hà Tu đến khu xưởng than Hòn Gai và có một nhánh 3 km đi mỏ than Nagotna, một hệ thống đường quan trọng đảm bảo phục vụ xưởng sản than, bãi rửa quặng, xí nghiệp đóng bánh than, các lò than cốc và bến cảng, đầu máy hơi nước được sử dụng làm sức kéo. Các trung tâm khai thác Cẩm Phả và Mông Dương được kết nối với cảng Cẩm Phả bằng đường sắt khổ 1 m với chiều dài 16 km và dùng đầu kéo điện 750 mã lực. Vận chuyển bằng đường biển do một công ty khác đảm nhiệm. Do nhu cầu về điện ngày càng tăng, nên năm 1923, công ty đã xây dựng một nhà máy điện công suất 8.000 kW. Bên cạnh các xí nghiệp và xưởng phục vụ trực tiếp, công ty than Bắc Kỳ còn xây dựng các cơ sở khác, như bệnh viện lớn 1.000 giường và 2 trạm xá được xây dựng tại Hòn Gai, cảng Cẩm Phả và mỏ Cẩm Phả. Ngoài ra, tại mỗi điểm khai thác còn có trạm y tế lưu động. Những năm đầu tiên, than khai thác chỉ được bán tại Bắc Kỳ và Hồng Kông. Sản lượng khai thác tăng lên hàng năm nên công ty đã thành lập đại lý thương mại ở Hồng Kông rồi Thượng Hải để kết nối với các cơ sở bán hàng chính ở Manila, Bangkok, Singapore, Nhật Bản và Trung Mỹ. Đến năm 1940, than Hòn Gai được đánh giá cao và được nhiều khách hàng tìm kiếm. Công ty than Bắc Kỳ đã hoạt động liên tục 67 năm từ năm 1888 đến năm 1955 tại Hòn Gai. Đến năm 1955, Bộ Công Thương Việt Nam tiếp quản công ty lấy tên gọi là Xí nghiệp Quốc doanh Than Hồng Gai, tiền thân của công ty than Hòn Gai ngày nay. Cho đến nay, trải qua nhiều lần thay đổi tên gọi, công ty than Hòn Gai vẫn là một cơ sở khai thác than đi đầu, trực thuộc Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam.